Rồi này, chào bác nha, lâu lắm không gặp một con máy thùng. Nói máy thùng thì hơi quá, nhưng mà rất là mới nha bác nha. Thì đây là một con G2K. Đấy, mọi người coi ốc này. Ui xa, nó đèn đèn thu lên, nòng đóng viên nót của Masu. Đấy, mấy bác thấy cái nòng của nó chưa? Viên nót của Masu nhá. Rồi, đây, ốc này. À, nó mở ghê gớm. Đây, bố này. Đây, vô lăng này. Mọi thứ gần như cáo cạnh. Đây nhá. Coi cái tông em nó này. Đấy, trắng tinh. Trắng tinh tinh. Đấy. Bạc kìa. Đấy, da. Rất là mới. Rồi, ok. Mở bô bên lửa luôn cho mọi người coi cho vui. Đây, em kiếm dụng cụ đây. Dùng cái này mở đi. Làm video cho vui nha. Còn bên em thường máy em kiểm tra kỹ càng hết á. Gặp con máy mới quá thì quảng cáo bán cho vui. Mấy hôm nay không đăng video bán. Con máy này đẹp lắm nha. Nói chung là thuộc hàng tiền á. G2K 34 ly nha mấy bác nha. Mới ra khỏi thì em trả lời luôn. Và em dọn là em lên chế ga ngang luôn. Đây. Mọi người coi này. Bê tông đây nhá. Đồ đã chưa. Ui xa. Còn tuyệt vời nhá. Thấy không? Đó. Thấy không? Còn vân ngang luôn thấy không? Thấy chưa? Rất là tuyệt vời. Đấy. Ok, bao dọn cho mọi người cho nó đẹp đẽ đó, em cũng đang rửa ráy cho sạch. Đấy, nòng này. Dọn mòn đó, sẽ rửa ráy cho thiệt sạch. Rồi, ok, thì mọi người mua được cái alo. Rẻ thôi, con này thì đó mọi người coi này. Rồi. Đây. Chốc nữa em chọn lên trái kim mọi người coi cái cao su này, nó còn dẻo luôn này. Nó bơm bong bóng ra này. Rồi ok, con này 1,6 triệu nha. Anh nào mua được cọc đi. Em dọn cho, bao ngon luôn, lửa nó lửa rin nha. Đấy, đang dọn dẹp, đang rửa ráy. Đây, mặt này có bong chóc một chút. 1,6 triệu bao ship không kèm phụ kiện nha. Nói vậy khỏi mất lòng. Rồi, được thì chơi thôi, yên tâm bao ngon nha. Ngon lắm á. G2K này giống siêu hàng ấy, siêu bền mà. Đấy, mọi người coi được thì cố gắng chơi thôi. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video.